비추고 Trong vòng 2 năm tới đây, chúng ta sẽ có cơ hội đưa bước chân lên tàu Titanic và đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Tất nhiên, đó sẽ không phải là con tàu huyền thoại hiện đang ngủ quên giữa đáy Đại Tây Dương, mà sẽ là một bản sao hoàn hảo của nó, mang tên Titanic Đệ Nhị. Đây là dự án tâm huyết của tỷ phú kim chính trị gia người Australia Clive Palmer. Ban đầu dự kiến hoàn thành trong năm nay, nhưng bị trì hoãn nhiều lần. Dù vậy, Palmer vẫn xác nhận rằng dự án này vẫn đang tiếp tục thực hiện. Và Titanic Đệ Nhị sẽ hạ thủy lên đường, thực hiện chuyến hải trình đầu tiên vào năm 2018. Titanic Đệ Nhị về lý thuyết sẽ có kích thước tương đương với Titanic, ngoại trừ việc nó rộng hơn phiên bản chính gần 4 mét, còn lại chiều dài, chiều cao và cân nặng sẽ tương đương, nhưng như thế vẫn là nhỏ hơn so với các loại tàu thủy hiện đại. Titanic Đệ Nhị cũng sẽ có 9 bon và sẽ tái hiện lại toàn bộ những chi tiết cổ điển của con tàu cũ, chứ không mang dáng vẻ hiện đại như các tàu thủy ngày nay. Dù vậy, Titanic Đệ Nhị sẽ có một bãi đáp trực thăng và các trang thiết bị đảm bảo an toàn theo phương pháp hiện đại. Ngoài ra, nó sẽ có nhiều xuồng cứu hộ hơn so với con tàu huyền thoại, tức là 2.700 chiếc, chứ không phải 1.187 chiếc. Chi phí để xây dựng con tàu mới này dự kiến rơi vào khoảng 300 triệu bảng, hơn 12.600 tỷ đồng, tức cao gấp 10 lần Titanic phiên bản đầu. Titanic thời đó tốn 1,5 triệu bảng, tức khoảng 35 triệu bảng, hơn 1.000 tỷ đồng nếu tính theo giá trị đồng tiền hiện tại. Nếu Titanic được đóng bởi công ty Holland & Wolff ở Belfast, Bắc Ireland, thì Titanic Đệ Nhị sẽ được đóng tại Giang Tô, Trung Quốc. Chuyến đi đầu tiên của nó cũng sẽ xuất phát từ Giang Tô đến Dubai, chứ không phải từ Southampton đến New York giống như chuyến đi định mệnh của Titanic. Khi được hỏi về quyết định thực hiện bản sao của Titanic, Palmer cho biết, vì sao người ta xây dựng con tàu Titanic? Vì sao chúng ta lại đi lên mặt trăng? Vì sao Christopher Columbus phát hiện ra châu Mỹ? Bởi vì họ làm được, và tôi cũng làm được. Chúng tôi có thể xây dựng được tàu Titanic. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.